anh gặp không biết bao nhiêu là đàn bà, nhưng cuối cùng thì anh chỉ yêu duy nhất chỉ có một người. Người đàn bà đó chính là em. Vậy mà tới bây giờ em lại không tin anh. Mình hãy chia tay nhau đi. Chúc cho em hạnh phúc. Anh không làm phiền em nữa đâu. Bây giờ anh bỏ đi đâu vậy? Anh đi để chứng tỏ giữa anh và cổ không có gì hết. Em sẽ thấy khi rời xa em, anh sẽ sống một mình, không có ai bên cạnh anh. Kim Ly à, em phải tin anh chứ. Anh hai, anh làm ơn anh dạy cái thằng này một bài học giùm em. Cái thằng mà cứ đeo theo em hoài đó à? Đúng rồi đó, nó đeo theo em riết rồi làm em bực mình quá à. Nói cho anh nghe, cái thằng này nó có khờ không? Nó cũng hơi khùng khùng. Dám leo lên núi rồi nhảy xuống. Nhảy xuống đi làm gì? Nhảy xuống để chứng tỏ cho em thấy là nó yêu em vô cùng. Vậy chứ nó có đẹp trai không? Nhìn thì cũng không được đẹp trai gì mấy. Được rồi, kêu nó tới cho anh. Nhưng mà anh chỉ nên dùng lời để cho nó một bài học. Hi dạ, chứ anh đừng có lầm lì lì rồi đánh cho người ta lỗ đầu. Được rồi, kêu nó tới gặp anh đi. Anh sẽ cho nó một bài học bằng lời lẽ, ok? Dạ. Đi đi, phải rồi nè. Để ăn không đi, phải đi vào đi. Chắc là đi đâu mát quá ha. Không khí thì trong này tốt quá. Mình thích bầu trời như vậy. Minh Ân, có chuyện gì? Tặng cho anh nè. Em nhớ hồi nhỏ đó, anh vẽ rất là đẹp. Ai cũng nghĩ sau này anh lớn lên làm họa sĩ. Tự nhiên em mơ ước. Phải chi mình học chung với nhau từ nhỏ, lớn lên hai đứa mình thi vào trường đại học mỹ thuật, đúng không? Anh á thì đứng vẽ tranh, còn em ngồi kế bên đàn dương cầm. Cái cảnh nó thật là lãng mạn nghe. Đinh Thạch à, hôm nay đó em có vài chuyện em muốn nói với anh. Cho dù chỉ một lần thôi. Chết rồi, em không biết phải nói như thế nào cho anh rõ về ý nghĩ của em đang suy nghĩ. Em muốn nói với anh là từ nhỏ hai đứa mình học chung với nhau ở tiểu học đó, em đã có cảm tình với anh từ lúc đó. Em xin lỗi anh nha. Minh Ân à. Hả? Anh xin lỗi. Bây giờ anh có việc phải đi gấp. Mình hẹn gặp lại nhau sau nha. Hả? Anh xin lỗi, đừng giận anh. Nè. Anh à. Anh ăn ngon quá hả? Xin chúc ngon miệng. Cảm ơn chị. Cho thêm hai cái lòng heo chấm mắm nêm. Anh hai, cho thêm hai cái lòng heo chấm mắm nêm. Ok. Nè, anh không thấy tôi đang bận hay sao? Chà. Bữa ăn này để tôi trả tiền cho. Anh là Trọng Ngô à? Dạ đúng. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Nghe nói anh thích Thanh Hoa phải không?
Tôi thích thanh hoa đó. Rồi sao? Anh khoái, do anh cứ đi theo làm phiền nó phải không? Tôi yêu thanh hoa, tôi mua quà để tặng cho thanh hoa rồi có sao không? Thanh hoa, cố hù tôi, có anh là du đảng hâm sẽ mét anh để dạy tôi một bài học. Để tao dạy cho mày cách tán gái. Dạ. Sư phụ, vài bữa nữa em tới thăm sư phụ. Được rồi, dẫn theo bạn của mày nữa nha. Dạ sư phụ. Sao anh hứa với em là anh sẽ dạy cho nó một bài học? Thì em không thấy nó kêu anh bằng sư phụ sao? Cái gì? Thì anh dạy cho nó một bài học về cua gái, để cho nó cua em chịu nó. Hả? Cái thằng này là thằng tốt, nó khùng khùng nên mới đeo theo em. Anh nói em vậy hả? Nhưng rồi cuối cùng anh đã nói gì với ảnh? Thì anh biểu nó đừng có theo em, đi vòng vòng ở ngoài đường nữa. Anh làm gì dữ vậy? Anh biểu nó cái tự nhiên tới thẳng đây nói chuyện với em. Má thiệt rầu hết sức. Hồi sáng nãy trong trường mới kêu má vô mắng vốn má về cái vụ của thằng Trọng Kỳ. Suốt ngày tụ tập không có lo học hành gì hết. Má mệt hả? Rầu quá. Thôi con lúc nào cũng là thằng con trai cưng của má. Má à, làm tin để con đấm cho. Còn cái vụ của Trọng Kỳ, má để con tính. Má biết, nhưng sợ nó hư thôi. Lãng quạng đụng vô ma túy là hết đời. Nó mà được một nửa của con thì má mừng. Con vừa học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi. Tánh tình thì ngoan ngoãn. Lại còn một điều là rất đẹp trai. Sao? Má nói có đúng không? Hả? Má à, suốt ngày má cứ khen con như vậy, làm cho Trọng Kỳ nó cà nanh, nó ghét con. Rồi nó cũng sẽ nổi loạn lên thôi. Thôi được. Ây da, nịnh giỏi như vậy không khen làm sao được. Được rồi. Có điều con muốn hỏi má, trong trường hợp mấy anh em cùng nhau thương một cô gái sẽ như thế nào? Gì? Bữa con với thằng Trọng Kỳ như vậy đó hả? Không phải, má hiểu lầm rồi. Đông Thức, Đinh Thạch với Dương Thanh cùng theo một cô gái. Con sợ sẽ có chuyện quá. Thì ra con sợ mấy người bạn của con sẽ bích lòng với nhau. Đó là điều mà con sợ. Bốn anh em sẽ tan rã thôi. Ăn thua người con gái. Như má nè, hồi đó ba của con với đám bạn của ổng đeo theo má một lượt đó. Nhưng mà khi má chính thức lấy ba con thì họ cũng vẫn là bạn. Ăn thua người con gái thôi. Nếu nó không khéo thì anh em sẽ đổ vỡ. Trong trường hợp này con phải làm sao để cho bốn anh em đừng có đổ vỡ? Thì con phải tìm cách nhắc nhở cho anh em thương với nhau. Bỏ con đàn bà đó qua một bên, chỉ biết anh em thôi. Trên đời này có cả tỷ đàn bà, chứ bộ có một người sao? Tình bạn phải quý hơn tình yêu. Con phải đề cao tình huynh đệ, đề cao sự gắn bó của bốn anh em từ lúc nhỏ. Nhắc nhở họ với những kỷ niệm, gắn bó lại với nhau bằng những hành động cụ thể. Đây là nhóm 7 nàng công chúa. Nàng công chúa đẹp nhất chính là Thanh Sử, ca sĩ. Cô Thanh Sử, tiếng hát của cô rất là có triển vọng.
Em không biết, nhưng mà thấy hình như là con Thanh Sử nó cũng có rất nhiều cảm tình với anh Đinh Thạch nữa đó. Nhưng nó không dám bộc lộ ra, vì nó biết mình ân khoái Đinh Thạch. Ôi giờ làm em hết hồn à. Anh học chung lớp với Dương Thành hả? Hôm nào nếu có rảnh nhớ nói Dương Thành giúp giùm em. Em muốn mượn bài tập của ảnh. Chi vậy? Để coi bói. Em có một cuốn sách coi bói qua nét bút mà. Anh cho em xin số điện thoại của Đinh Thạch được không? Minh Ân nó muốn xin mà mắc cỡ không dám hỏi. Sao trễ vậy? Bộ có vấn đề với Thanh Hòa. Chuyện gì mà khi tụi tao tới gấp gáp? Tao có mấy chuyện muốn nói. Chuyện thứ nhất là chuyện của thằng Trọng Kỳ em tao. Nó suốt ngày tụ năm tụ bảy, không có chịu đi học. Trong trường kêu bà già vô bắn hoài. Chuyện đó thì dễ thôi, để tao lo cho. Mày kêu đàn em của mày đuổi nó ra đi. Nếu không chắc chắn nó sẽ bị đuổi học. Má tao ở nhà chắc bả rầu chết. Tao ở trong nhà không có cách nào để mà nói chuyện với nó được. Chuyện thứ hai, bộ tụi bay tính bỏ học luôn hay sao? Tụi tao đã có chỗ để đi làm kiếm ra tiền rồi. Ở đâu vậy? Tại Đinh Thạch nó bình tao, cho nên đã bỏ học và đi theo tao luôn. Tại vì lúc đầu chỉ là tao thích thầy giáo cho nên bỏ học, đâu có ngờ là nó đi theo tao. Được rồi, tụi mình là anh em, đồng sanh đồng tử. Tao không bao giờ bỏ mày đâu. Về chuyện này mày cứ yên tâm. Hay để tao thử xin với hiệu trưởng coi có được không. Nhưng trước tiên phải trở lại trường. Bây giờ